Chiều ngày 16 tháng 1, nguồn tin của vov.vn cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05, Công an thành phố Hà Nội đang vào cuộc xác minh vụ nam TikToker tố bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn tại một quán phở ở Hà Nội. Theo nguồn tin, ngoài BA05, còn có nhiều đơn vị khác đang xác minh làm rõ tố cáo của nam TikToker này. Trước đó trên trang cá nhân, TikToker Vũ Minh Lâm cho biết, anh cùng bạn gái đến một quán phở ở Hà Nội do bị liệt bẩm sinh, anh Lâm phải ngồi xe lăn. Khi nhờ nhân viên bê xe qua bậc tam cấp, họ đã từ chối với câu trả lời quán em không có nhân viên để khiêng người như anh. Đến quán phở thứ hai, Lâm cho hay đây là quán quen, hai người vào ăn bình thường, chỗ ngồi nhỏ hẹp, Lâm hơi chen vào chỗ bà chủ quán, bà đứng phát dậy, mắng nhân viên. Ai nhận cái ngữ này vào đây ăn? Tiktok cờ kể. Sau khi nhận được câu trả lời từ nhân viên rằng bình thường anh Lâm vẫn ngồi đây, bà chủ tiếp lời, không bán được, đã thế thì tôi đứng. Anh Vũ Minh Lâm cho biết, bữa ăn nghẹn ứ ở cổ, thật khó nuốt. Anh cho biết bản thân đã quen với cảm giác này rồi, nhưng bạn gái nước mắt bắt đầu rơi. Bài viết của Vũ Minh Lâm nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng với hơn 9.400 lượt chia sẻ. Tuy nhiên, chủ quán phở sau đó đã trích xuất camera và khẳng định anh Lâm và bạn gái vào ngồi ăn, cười nói bình thường. Chủ quán khẳng định không bao giờ dùng lời lẽ thô tục để đuổi khách, đặc biệt với người khuyết tật.